Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu điện hình mountain bike đến từ thương hiệu Midsize, được sử dụng với cờ đúp Shimano DOD với tông màu rất là sport thể thao, tông màu đỏ đen đó nhá. Và rất nhiều các bác hỏi em về những dòng xe đạp thể thao 27,5 dòng điện hình, thì nay em về một chiếc Midsize vành bánh đạp 27,5 đó nhá. Và bây giờ xin mời anh nói về chiếc xe. Vâng, trên cùng đây là cái mẫu Midsize với tông màu chủ đạo tông màu đen hiển chỉ đỏ trên khung xe, và xe sử dụng với vành bánh cặp 27,5. Mẫu Midsize dòng điện hình thì bên em mang về thời gian vừa qua rất là nhiều rồi, thì em sẽ đi ngang qua tổng thể nước sơn của xe. Xe có một vài vết sức nhỏ trên khung xe nữa, vì xe đã có sử dụng không là tránh khỏi. Xe làm từ hợp kim nhôm, nhôm siêu nhão nhá, nhôm không mối hàn, super light, super là siêu nhá, la là nhẹ, super light. Còn được có thấy trên những video giới thiệu những dòng xe XTC được sử dụng cũng là hợp kim nhôm super light hoặc kim nhôm siêu nhẹ, nhôm không mối hàn, dành cho những dòng xe đạp thể thao cao cấp và điển hình. Nhôm siêu nhẹ super light dành cho các thích những tông màu tối, tông màu đen nhé. Mẫu địa hình vết sai bên nhau cũng phải một loại cũng về rất là nhiều rồi. Dây được chạy với bộ dây âm sườn trong khung. Anh sẽ quay mắt thì phẩm của chiếc xe dành cho bác yêu thích cái dòng xe điện hình 27,5 sử dụng với khung nhôm khung mối hàn, khung nhôm cao cấp hoặc kim nhôm super light hoặc kim nhôm siêu nhẹ, của quốc kỳ đông chính hãng như bản theo xe. Tay lắm chính hãng của Midsize, bên trái thì nó hơi mòn một chút nữa, trong đó mình chuyển đến chỗ được dây lái này, nó còn hiểu như vậy, mòn lên dây lái. Tấm chính hãng của Midsize, tấm xả chính hãng của Shimano DOD, và trước sử dụng với cục thanh dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em sử dụng với tấm xả chính hãng được dừng liên tốc của Shimano DOD, và trên video sẽ được sử dụng với khóa hành trình giảm sóc trên tay. Rất tuyệt vời các bác, khóa sóc trên tay luôn đó nhé. Mỗi màu Midsize này em về được thêm một khóa trên tay luôn. Chúng ta sau này sử dụng với cục thanh dầu thủy lực Shimano. Giảm tốc dầu chính hãng nguyên bản cho xe. Xe được sử dụng với vành nhôm của chính hãng Midsize, vành super light, vành cũng là vành siêu nhẹ nhá, super light alloy. Em đánh giá là vành lốp còn rất là mới, lốp xe đây. Lốp sử dụng lốp Canada 27,5. Đợt này bên em về rất là nhiều mẫu tổng điện 27,5, cũng rất nhiều bác ưa chuộng dòng xe 27,5. Khung xe cũng là luôn 27,5, chuyên làm nguyên bản theo xe là mẫu điện hình bánh 27,5. Yên bản theo xe, yên bản theo xe, yên có tông màu đỏ đen. Xe sử dụng với mũi trục rỗng của Rowin, mũi đĩa 3 tầng, đặt đĩa của Shimano DOD. Chủ đề sau là chủ đề Shimano DOD, trang bị với 10 tầng lít. Bay ưa vành chính hãng của Midsize, nhưng mà theo xe và sau sử dụng mới vành cũng là vành của Midsize, vành super light, lốp Canada 27,5 như bản theo xe. Bây giờ xin mời chúng ta đứng ở khung xe. Vừa nhớ đứng ở khung xe là size 40,
chiều ngang là 0,52. Tức là các bác đang ở mét 6 đến mét 7 đổ lại như vừa. Ta trang bị mới vào lúc Shimano đeo lên. Lên lít thôi. Carbon. Bên phải em sử dụng với túi trục giống 3 tầng đĩa, gạt cái đeo lên, xuống đĩa, lên đĩa. Tương tự mượt mà, giá bình nước vào theo xe luôn, giá bình nước của BT Win 500. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe điện hình như size, được sử dụng với khung nhôm khung mới Hàn, khung nhôm Superline hoặc kim nhôm siêu nhão nhé, thường được sử dụng trên những dòng xe cao cấp như là QTC 800. Bánh 27,5, full group Shimano đều lên, đĩa trục rỗng của Pro Wheel. Và hiện sản xuất bên nhau, sản xuất bên nhau là 8,6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào có thể hợp qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube để chia sẻ hạt, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại ngày mai.